Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Linh Nga không nhịn được lấy tay ôm trán, muốn khuyên sư tổ nên bớt một chút nhưng lại không nói lên lời. Sư tổ, nếu ngươi ưng ý đệ tử sẽ thêm vài bộ cho ngươi. Ừ, đi đi, ta muốn tùy tiện dạo chơi một chút, đa tạ tiểu Linh Nga. Nói xong, Giang Lâm Nhi chắp tay sau lưng tự tin bước đi. Đầu tiên, nàng đi đến nhà cỏ của Tề Nguyên, lại đi vài vòng dạy dỗ đệ tử của mình. Tiếc là Tề Nguyên tự nhiên bị chửi mắng một trận không hiểu lý do, cũng chỉ cúi đầu nghe giao huấn, không dám ngẩng đầu nhìn sư phụ. Giang Lâm Nhi chán nản trợn mắt một cái bỏ đi, nàng đi đến đan phòng một vòng, đắc ý nhìn Lý Trường Thọ. Mặc dù phương pháp này chỉ trị ngọn không trị gốc, nhưng cũng coi như có thể khiến tiểu sư tổ bớt đi một phần cùng hung cực ác. Lý Trường Thọ cười, sư tổ, mặc chiếc váy này vô cùng thích hợp, khí chất xuất chúng. Giang Lâm Nhi lập tức cong tớn cười nham nhở, thật tâm nói chuyện. Chú ý này là của ngươi đúng không? Ta nghe Linh Nga kể rồi. Hả? Chuyện này chỉ là đệ tử vô tình nghĩ ra mà thôi. Lần này ngươi làm cũng không tệ. Bản sư tổ cảm ơn ngươi. Không cần phải câu nệ như vậy. Không sao, lần trước chúng ta nói rồi sao? Ta coi ngươi như là huynh đệ, ngươi coi ta là sư tổ. Cứ như vậy mà nói chuyện. Giang Lâm Nhi chắp tay sau lưng, tiến lại gần nhìn đan lô của Lý Trường Thọ, nhỏ giọng tán thán. Cái lò này của ngươi cũng không tệ lắm. Đây là do Vạn Lâm Quân trưởng lão ban thưởng cho đệ tử. Giang Lâm Nhi ho nhẹ thấp giọng. Trường Thọ, hay là ngươi có thể thiết chế thêm ta mấy bộ áo giáp, làm cho cái đường cong chỗ đó nhô ra thêm chút. Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút rồi cười nói, đệ tử từng thấy một số nữ tướng lĩnh thế tục cũng mang áo giáp như vậy, chuyện này cũng đơn giản, dễ làm. Việc này giao cho ngươi. Giang Lâm Nhi vỗ vỗ bả vai Lý Trường Thọ, híp mắt cười. Lần triển lãm thư họa này ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Mời sư tổ xem. Lý Trường Thọ điểm nhẹ một cái, từng bức tranh bay ra xếp thành một đống núi nhỏ. Tiếp đến đệ tử sẽ treo chúng ở trước nhà cỏ. Giang Lâm Nhi gật đầu, cũng không cần quá cẩn thận, tùy tiện làm đại là được rồi. Thế người mời những ai? Lý Trường Thọ cười đáp, đệ tử vẫn chưa quyết định, có lẽ xem ai hữu duyên đi ngang qua liền mời vào xem chút. Như vậy sao? Giang Lâm Nhi đảo mắt không nói thêm gì nữa, tiện tay vớ lấy một bức tranh mở ra xem, lập tức lên tiếng tán thưởng. Không ngờ ngươi có khả năng này, thật không dễ dàng vẽ được như vậy. Lý Trường Thọ chỉ cười không trả lời. Không bao lâu sau, Giang Lâm Nhi đã rời khỏi đan phòng, tư thái vẫn vô cùng tự tin. Lý Trường Thọ luyện xong lò độc đan này sẽ bố trí triển lãm tranh trước nhà cỏ, mang theo tranh ảnh bản thân vẽ bao năm qua treo lên, nhưng chỉ lựa những bức sơn thủy, không có lấy một người hay con vật. Hắn làm vậy chẳng qua vì lo lắng cho sau này, nhỡ đâu vô tình làm ra một vị đạo nhân giấy có thông hình giống với người trong tranh, rất có thể trở thành sơ hở lớn. Những chi tiết này mặc dù nhỏ, nhưng hắn sẽ không bao giờ xem nhẹ. Ngày hôm sau, Lý Trường Thọ đứng cạnh bãi đất trống trước nhà cỏ. Hắn đã cẩn thận bố trí một tầng mê trận và ngăn cách dò xét đơn giản. Giang Lâm Nhi bị hắn lấy lý do giám sát thưởng tranh mời vào bên trong trận pháp. Một lát sau, vong tình thượng nhân đúng hẹn mà đến. Lý Trường Thọ tiến lên hành lễ, giấu giấu diếm diếm, rúi cho vong tình thượng nhân một bó thẻ trúc truyền âm. Thượng nhân, Từ Ô sư bá nói đệ tử đưa cho ngươi, sư bá sợ người ngại nên không dám trực tiếp mang đến. Trong này có 18 chủ đề, là một ít chuyện hài, nếu không gặp tình huống không biết nói gì thì không cần phải nói gì, cứ tùy tiện chọn một cái, nhìn chút là hiểu. Đây là những thứ chủ đề mà sư tổ cảm thấy hứng thú. Lông mày vong tình thượng nhân nhíu lại, bất động thanh sắc thu thẻ trúc vào trong ống tay áo. Tiện tay lấy ra hai cái bảo nang đưa cho Lý Trường Thọ, sau đó lạnh lùng tiến vào mê trận của tiểu khu triển lãm. Bên trong hai bảo nang chứa hai đống linh thạch được sắp xếp chỉnh tề, chất lượng thượng giai, giá trị không ít. Lý Trường Thọ mỉm cười đi đến bên cạnh, mang một cái bảo nang chia cho Linh Nga,
một cái cho Hùng Đinh Địa truyền âm nói. Bắt đầu đi. Lập tức Linh Nga bắt đầu cúi đầu đánh đàn. Linh Nga ở bên cạnh làm ra hai tờ người giấy bắt đầu thổi tiêu, thổi sáo. Nhưng tiếng nhạc vừa lên, Lý Trường Thọ lập tức hô dừng, thò từ la tay lấy ra trong ngực một bản nhạc phổ đưa cho Linh Nga. Đánh bài này đi. Sư huynh lại làm ra một bản nhạc mới sao? Hai mắt Linh Nga tỏa sáng, mở bản nhạc phổ liếc ra nhìn, nhẹ giọng thì thào. Trùng trùng tương tư yến, làn điệu cũng không khó. À, đánh đi. Lý Trường Thọ mỉm cười, chắp tay đi đến bên hồ, thoải mái ngồi xuống bên dưới một cây điếu. Tiếng nhạc hoan hỉ vang lên, trong miệng hắn hừ nhẹ phát ra làn điệu quen thuộc, ngón tay cũng gõ nhẹ vào đầu gối theo nhịp. Tại triển lãm tranh, bên trong mê trận, hai thân ảnh cùng bắt đầu cười cười nói nói. Chỉ là có vẻ như là 18 chủ đề ở đây thẻ trúc cũng không chắc đủ, đảo mắt mấy cái đã thấy Vong Tình Thượng Nhân dùng hết 3 cây. Cùng lúc đó tại núi Nga Mi Trung Thần Châu, bên trong một động phủ ở sau ngọn núi nơi Phúc Thiên, Động Thiên Phúc Địa, tiên quang lượn lờ. Một nam nhân uy vũ đang ngồi trên đài sen đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn nhíu mày bấm tay suy tính, sau hồi lâu khẽ cau mày vân vê tròm râu, ngâm khẽ. Kỳ quái, chuyện triển giáo sao lại quan hệ với bần đạo? Vị này không phải ai khác, chính là đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo Triệu Công Minh Triệu Đại Gia. Triệu Công Minh trầm ngâm một hồi tiếp tục tỉ mỉ thôi diễn, cũng không tìm ra được lý do. Đây cũng không phải do lão sư báo cáo, thuần túy là lúc cảm ngộ đại đạo đột nhiên có tâm huyết dâng trào. Tuy nhiên cảnh giới Triệu Công Minh cũng đâu phải bình thường, thêm 5 tháng tu đạo tích lũy dài đằng đẵng, bí pháp thôi diễn của hắn dù không dám nói tuyệt cường, nhưng có thể gọi là cường hoành. Cho nên dù không thể biết tình huống cụ thể, thì việc thôi diễn ra đại khái phương hướng cũng sẽ phát sinh không khó. Nơi giao giới của Tây Hải và Nam Hải. Sự việc có liên quan đến xiển giáo, Triệu Công Minh không dám khinh thường. Dù sao quan hệ tam giáo cũng mới hòa hoãn không lâu. Hắn lập tức lặng lẽ rời động phủ, ẩn thân, hình và khí tức, âm thầm chạy đến Tây Hải theo con đường phía Nam. Nửa ngày sau, Triệu Công Minh đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh một vòng hải vực rộng lớn, hao tổn một chút sức lực, cuối cùng cũng tìm ra một nơi được đại trận che giấu. Tới gần đại trận, hắn liền cảm nhận được trong đó có linh khí dao động, dường như có người đang đấu pháp. Đây là chuyện gì? Triệu Công Minh tế ra hai viên Định Hải Thần Châu, vận chuyển âm dương linh khí bao bọc chung quanh chính mình, nhẹ nhàng bước vào trong đại trận. Vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong, Triệu Công Minh không nhịn được bật cười, sau đó giận tím mặt. Nơi đây có 3 người, 2 người cùng một phe mà Triệu Công Minh đều đã từng gặp qua bọn họ. Chính là 2 cao thủ Tây Phương Giáo từng bị hắn cùng với Quỳnh Tiêu đụng qua ở Tây Ngưu Hạ Châu. 2 kẻ này đang học theo hắn và Quỳnh Tiêu, một kẻ ngã xuống đất không đứng dậy nổi, một kẻ khác đang đứng chửi ầm lên với người thứ 3 kia. Chuyện này vừa học được liền đem ra dùng luôn sao? Vị lão đạo đang bị ăn vạ kia vẫn chưa hiểu gì, tay chân luống cuống. Vị khổ chủ này dường như chính là Hà Hoàng Long Sư Huynh của xiển giáo. Triệu Công Minh không hề do dự lập tức xông vào, miệng hét lớn một tiếng, 24 viên Định Hải Thần Châu phóng ra, quang mang sáng chói. Dám dùng kịch bản hải thần lão đệ dành riêng cho Triệu Công Minh hắn để khi dễ cao thủ đạo môn, quá thực là muốn chết. Tại nơi Nam Hải và Tây Hải giao hội, bên trong một tòa đại trận ở nơi vắng vẻ, Triệu Công Minh cúi đầu nhìn 2 vị đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo tiện tay phẩy một cái, sóng lớn cũng trở nên phẳng lặng. 24 viên Định Hải Thần Châu chậm rãi xoay. 2 vị cao thủ Tây Phương Giáo đang nằm trước mắt, khóe miệng rớm máu, khí tức loạn động. Cơ thể thì đang bị Triệu Công Minh dùng Định Hải Thần Châu khống chế, không có cách nào động đậy. Lúc này, sắc mặt của 2 lão đạo hết sức phức tạp, vừa hoảng sợ vừa cam chịu, nhưng nổi bật nhất chính là phẫn nộ. Lần thứ hai. Tuy rằng lần này 2 người bọn họ cố ý tính toán Hoàng Long đạo nhân của xiển giáo, lại mượn kế sách của Triệu Công Minh để thực hiện. Nhưng bọn hắn không hề làm Hoàng Long đạo nhân bị thương chút nào, chỉ thử cảm giác đi ăn vạ người một lần thôi. Vậy mà Triệu Công Minh không nói lời nào, xông thẳng vào đánh bọn hắn một trận thập tử nhất sinh, tổn hại mấy ngàn năm đạo hạnh. Thù này không lẽ thực sự phải kết? Triệu Công Minh mới đánh xong, giờ đang vuốt râu trầm ngâm.
Vừa rồi hắn đánh cho sướng tay, hơi dùng chút lực khiến hai vị đệ tử thánh nhân bị tổn hại đạo hạnh. Mà giờ đi tranh cãi thì mình sẽ thành người không nói đạo lý. Lần này khó chiếm lý được. Lúc này vị đạo nhân cao gầy kia mới tiến lại, ánh mắt tràn đầy cảm động. Đã tạ công minh sư đệ giải vây. Nếu không có công minh sư đệ hiện thân, bần đạo thật sự không biết phải làm thế nào. Triệu Công Minh gượng cười. À, chỉ là việc nhỏ thôi. Hoàng Long sư huynh không cần bận tâm. Đạo nhân cao gầy nhìn về phía hai kẻ mặc quần áo rách dưới đang bi vẫn nằm dưới đất, thấp giọng hỏi. Công Minh sư đệ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Triệu Công Minh truyền âm. Ban nãy bọn chúng động thủ với sư huynh chưa? Chuyện này vẫn chưa. Đạo nhân cao gầy cười khổ nói. Bần đạo đang trên đường từ động phủ, một hảo hữu ở Nam Hải trở về. Đột nhiên bọn hắn xuất hiện, nói bần đạo là có cái bảo bối muốn nhờ bần đạo xem giúp. Sau đó bần đạo đến đây, hai người bọn họ cãi cọ lẫn nhau rồi đánh nhau. Một người ngã xuống đất miệng phun máu tươi, hình như trọng thương. Cuối cùng người còn lại quay nhìn bần đạo, nói bần đạo đã thương sư huynh của hắn. Bần đạo thật sự không hề động thủ, vạn vạn không có động thủ. Không những thế còn lên tiếng khuyên can bọn họ không nên đánh nhau. Triệu Công Minh lập tức nhíu mày. Chuyện này hay đây, hai kẻ này bị ăn vạ xong còn sáng tạo ra trò mới. Không đúng. Theo như kịch bản, hai kẻ này chắc chắn còn đang giấu Lưu Ảnh Châu ở đâu đó. Hoặc là có trận pháp, như vậy thì thật không dễ đối phó. Chân Triệu Công Minh đột nhiên mềm nhũn, động tác cực kỳ tự nhiên trôi chảy, lập tức ngã oặt xuống mặt đất trước mặt ba người còn lại. Qua một cái phun ra bọt máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức loạn động, đạo vận run rẩy. Không cần biết thế nào, cứ nằm xuống đã, rồi tính. Hai vị lão đạo đang bị Định Hải Thần Châu phong bế, nhìn cảnh này trong mắt đỏ ao bi vẫn, nhưng không có cách nào động đậy. Kỳ thực nếu như lúc này Triệu Công Minh thu hồi Định Hải Thần Châu, hai vị cao thủ Tây Phương Giáo sẽ lập tức chạy trốn không chút do dự. Lúc này lão đạo cao gầy bắt đầu ngó ra, ngó trái ngó phải truyền âm với Triệu Công Minh. Công Minh sư đệ hay là bần đạo cũng nằm xuống. Mà Triệu Công Minh vẫn lạnh tanh vội vàng truyền âm. Đừng, ta ở đây đối phó bọn họ. Sư huynh nhanh chạy tới Nam Thiên Bộ Châu, tại Duyên Hải, Nam Hải. Tùy tiện tìm một tòa miếu hải thần, liên hệ với hải thần Nam Hải. Nếu thấy hải thần hiện thân, sư huynh hãy kể lại tình hình nơi đây cho hắn nghe. Cầu hắn bày cho mưu giải quyết chuyện này, sau đó ta sẽ tự đi tìm hải thần tạ ơn. Lão đạo cao gầy nghe xong cảm thấy vô cùng khó hiểu, hồ đồ. Nhưng Triệu Công Minh nói tình thế cấp bách, vị cao thủ trong thập nhị kim tiên xiển giáo này cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức xông ra khỏi đại trận, hướng phía bắc mà bắn nhanh đi. Hồng hoang, thời đại thay đổi rồi sao? Tại Tiểu Quỳnh Phong, sư tổ cùng với vong tình thượng nhân muốn gương vỡ lại lành, thật đúng là khó làm. Bất quá lần này tốn công phu cũng không phải là uổng phí, mặc dù hai người còn chưa nói ra tâm ý của mình, nhưng cũng có thể nói là chuyện bình thường với nhau. Ít ra đã có tới hai lần họ cùng nhau tươi cười vui vẻ. Lý Trường Thọ dùng tiên thức dò xét, thấy sư tổ cùng với vong tình thượng nhân đang cùng nhau đi dạo phía sau núi, tức cảnh sinh tình không nhịn được trầm ngâm. Vốn là một cặp uyên ương, dăm câu gây gổ, hết thương nhau liền, khen đôi lứa đẹp tựa tiên, dối lòng sĩ diện, có phiền hay không? Lý Trường Thọ thình lình nghe từ phía sau vọng tới vài tiếng ngâm nga ôn nhu, chính là tiếng Linh Nga, nàng khẽ hé môi son, vừa chơi nhạc, vừa hát. Buồn thay nhìn cánh hoa rơi, chim bay mỏi cánh về nơi cuối trời. Bần thần chi hỡi chàng ơi, phải chăng luyến tiếc một đời riêng mang? Hả? Lý Trường Thọ quay đầu lườm nàng, Linh Nga lập tức dừng nhạc hé miệng cười ngây ngô với sư huynh. Mới vừa nãy nàng đâu có ý ám chỉ cái gì đâu. Ổn tự kinh 50 lần. Vâng. Linh Nga ủy khuất khuất nhưng không dám cãi. Hùng Linh Đệ thì sớm chạy đến chỗ Linh Thú Quyển, nàng không thưởng thức nổi âm điệu nơi đây, sợ nghe một hồi lan ra ngủ, ngáy như sấm làm hư ý cảnh. Giống như ngày xưa nhiều lần vô tình quấy nhiễu cha mẹ đêm khuya. Lý Trường Thọ lại tiếp tục quan sát vong tình thượng nhân và sư tổ nhà mình. Vong tình thượng nhân sử dụng tiên lực bố trí một vòng kết giới xung quanh hai người,
Lý Trường Thọ không thể không kinh động vong tình thượng nhân mà nghe lén tù chuyện được. Đúng lúc này, từ chân núi Tiểu Quỳnh Phong có mấy thân ảnh lén lén đút đút men theo bìa rừng cưỡi mây bay tới. Cầm đầu chính là một đạo nhân cao không quá năm thước, Tửu Ô. Phía sau Tửu Ô là Tửu Thi, Tửu Lộc, Nhi, Tề, Tửu Tề. Ngoài ra còn có một vị đang quấn tranh quanh người, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, Tửu Cửu. Ngụy trang ghê vậy sao, suýt nữa thì Lý Trường Thọ nhận không ra. Tiểu sư tổ về khiến cho Tửu Cửu như gặp phải thiên địch. Nếu lần này không phải do mấy vị sư huynh sư tỷ nàng kéo tới, chắc chắn nàng sẽ không bước ra khỏi liên hoàn đại trận xa hoa do Lý Trường Thọ thiết kế giúp. Năm vị sư huynh đệ tỷ muội rủ nhau mò tới nhà cỏ bên cạnh hồ nước. Lý Trường Thọ đã truyền âm trao đổi với Tửu Ô và Tửu Cửu, dặn dò bọn họ giả bộ như đi ngang qua tiện đường thưởng thức thư họa mà thôi. Ai cũng có thể đến Tiểu Quỳnh Phong tham dự triển lãm tranh, chỉ cần không gây ầm ĩ ảnh hưởng đến hai vị đang chuẩn bị tiến hành âm dương đại đạo là được. Chớp mắt năm vị đồ đệ của vong tình thượng nhân đã lén lút đi vào mê trận triển lãm tranh. Lý Trường Thọ trực tiếp đóng trận lại để bọn họ dễ dàng quan sát tình hình sau núi. Không bao lâu sau, Tử Ô lặng lẽ đến trước mặt Lý Trường Thọ, đầy lo lắng hỏi. À, Trường Thọ, chuyện này thế nào? Sư bá đang hỏi chuyện gì? Ê, sư phụ ta và sư tổ ngươi chứ chuyện gì? Chớ có giả bộ hồ đồ với sư bạn. Mặc dù đứng đối mặt nhưng Tử Ô vẫn tiếp tục truyền âm. Ê, bọn hắn đã hoàn hảo lại rồi chứ? Chuyện này đệ tử cũng không biết. Thân phận đệ tử thấp kém cũng không dám hỏi đến nhân duyên các vị tiền bối. Lý Trường Thọ cười cười, truyền âm hỏi lại. Sư bá, mấy vị tiểu sư bá này thấy chuyện thế nào? Còn có thể thế nào nữa? Chúng ta thân làm đệ tử, có thể can thiệp vào chuyện của sư phụ được sao? Tiểu Ô cười, tiếp tục truyền âm. Tất nhiên đây là chuyện đại ỷ. Từ đầu chúng ta đã nghe đại sư tỷ nói qua không ít lần. Sư phụ đã có người... Nhiều lúc sư phụ đứng một mình sững sờ ngắm một bức họa. Bức họa dù đã mờ hết màu mực, hình ảnh cũng không rõ nữa, nhưng sư phụ vẫn không chịu cất đi. Sau khi Tiểu Cửu nhập môn, được sư phụ dẫn theo đến bên này mấy lần, thì chúng ta mới biết được nữ tử trong lòng sư phụ chính là Giang Sư Thúc. Tiểu Ô nói xong cười hăng hắc hai tiếng giận âm. Nếu như chuyện này có thể thành, sư đệ ngươi dâng lễ vật gì lên cho gia sư? Lý Trường Thọ cười. Ngoài rượu đan ra thì đệ tử cũng không có gì khác giá trị hơn. Tử Ô lập tức nháy mắt ra hiệu. Gia sư tu vi cao thâm, nhiều năm như vậy vẫn giữ thần trong sạch. Đâu cần dùng những vật kia. Ồ, Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Nghe sư bá nói vậy giống như sư bá không có giữ mình trong sạch. À, tiểu thị sư bá, xin người bình tĩnh. Ái! Tử Ô giật mình né sang một bước. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay trực tiếp nhảy xuống hồ. Tử Ô ngoi đầu lên từ dưới hồ, thấy Lý Trường Thọ đang đứng vững dưới cây đỗ một mình. Tử Thi thì vẫn đứng nơi xa bồi chuyện với các sư đệ tỉ muội thưởng họa, đồng thời âm thầm quan sát động tĩnh phía sau núi. Tử Ô trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, sâu trong đáy mắt đầy oán niệm. Đạo nhân lùn mặt mày xám xịt đi ra hồ nước, nhẹ nhàng đánh bay hết nước đọng trong đạo bào, dậm chân truyền âm mắng. Người dám lừa sư bá nhà ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh, mắt nhìn về bầu trời truyền âm. Là do trong lòng sư bá có quỷ, chẳng lẽ sư bá thực sự đã đi tìm hồ yêu bị nhốt bên ngoài sơn môn? Đi đi, chớ có vô duyên vô cớ làm ô sự trong sạch của ta. Tử Ô đút tay vào trong tay áo tức giận mắng. Ta đối với tiểu thi sư bá nhà ngươi là một lòng một dạ, có nhật nguyệt làm chứng, thiên địa chứng nhận, tuyệt không hài lòng. Nói chính sự, Trường Thọ, ta nghe đại sư tỷ nói, ở bên ngoài Giang Sư Thúc có không ít bạn tốt. Ngươi nói xem liệu trong số những người này có ai? Chính là nó như vậy, cũng không hay lắm. Chúng ta là đệ tử, chỉ có một chút quan tâm. Có khi nào đột nhiên xuất hiện mấy người tranh giành tình nhân với sư phụ. Nếu chuyện này xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh sư phụ, mà độ kiếp sư phụ sắp tới, cho nên chuyện đó tốt nhất không nên xảy ra. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, việc này đệ tử sẽ dò hỏi tổ sư xem, sư bá không nên quá lo lắng. Tử Ô vội nói, vậy làm phiền sư điệt. Chuyện nhỏ thôi mà sư thúc. Lý Trường Thọ truyền âm. Sư bá, đệ tử cũng có chuyện muốn nhờ người. Ồ, có chuyện gì? Nói sao? Lý Trường Thọ lấy ra từ trong ngực một cuốn sách đơn giản trực tiếp nhét vào ngực Tử Ô thấp giọng nói. Đây là một kiến nghị với vong tình tổ sư bá.
chung quy thì sư tổ cũng là nữ tử, da mặt mỏng, việc này vẫn cần nhà trai chủ động một chút. Hai mắt Tử Ô tỏa sáng, không để lại dấu vết, thu cuốn sách vào bảo nang chữ vật. Hai người liếc nhìn nhau ăn ý cười một tiếng. Hai người các ngươi vụng trộm thì thầm cái gì đây? Từ phía sau Tử Thi nói, Ô, đến đây, nhìn bức họa này xem, ta muốn dùng linh thạch đổi lấy, mang về trang trí trong phòng. Tử Ô lập tức đáp lại một tiếng, chạy về. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói với theo. Các bức tranh ở đây đều do ngài thường đệ tử vẽ những lúc tu luyện nhàm chán, để đem ra tập luyện cho vui. Nếu các sư bá sư thúc coi trọng, cứ tự nhiên đem về là được. Thất đệ tử Vong Tình Thượng Nhân, Tử Thề cười nói. Như vậy mà vẫn chỉ là luyện vẽ cho vui. Sư đệ có bức nào tâm huyết, họa tác đại thành, mang ra cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười lắc đầu. Tử Ô bên cạnh cười nói. Thất sư đệ không nên hỏi nhiều. Tác họa đại thành Trường Thọ sư đệ, người vạn vần lần không nhìn nổi đâu. Tử Tề lập tức hào hứng chạy theo Tử Ô hỏi han. Lý Trường Thọ cũng không nói gì thêm. Kỳ thực bức họa tác đại thành mà Tử Ô sư bá biết được chẳng qua là bức Bách Mỹ Lão Hậu Đồ và Bách Mỹ Lão Đồ. Bất quá chỉ là có chút thành tựu họa tác mà thôi. Năng lực của hắn hiện tại đã vượt xa trước đây. Bất chợt trong đáy lòng Lý Trường Thọ chợt truyền đến một tiếng là yếu ớt. Hải thần có ở đây không? Hải thần đạo hữu có nghe thấy không? Hả? Tiếng la này đứt quãng, tín hiệu vô cùng yếu ớt. Tay trái của Lý Trường Thọ giấu trong ống tay áo, bấm tay suy tính. Một tia thần niệm theo tiếng la truyền đến một bức tượng thần nào đó. Vừa mới nhập thần niệm vào tòa thần tượng, Lý Trường Thọ ngẩn ra. Bức tượng thần này cũng không phải là tượng hải thần bản chính. Đây là một làng trai ở Duyên Hải, cung phụng một bức tượng đất, trên đó viết hai chữ lớn hải thần. Nhưng bởi vì hắn cũng thu được hương hỏa công đức ở đây, nên tượng đất này cũng có liên quan đến hắn. Tượng đất đơn giản này cũng chưa được thống kê trong số hơn 23.600 tòa tượng thần. Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể ở nơi này trực tiếp kinh động đến bản tôn hải thần, tiếng la có thể truyền thẳng tới trong đáy lòng mình. Chắc chắn người la lên không hề tầm thường. Lý Trường Thọ tập trung thần niệm nhìn vào tượng đất phía trước, vị này nhìn quen quen nhưng chưa nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Thân hình cao cao gầy gò, đạo bào rộng màu vàng nhạt, hai bàn tay lớn như quạt, tổng thể khí chất người này tạo ra cảm giác phiêu dao tiền giật. Khuôn mặt thon dài, trán rộng, hai mắt thon dài, nhìn có chút tương tự với nhị giáo chủ Ngao Ất nhà mình. Thêm nữa người này tản ra nhàn nhạt uy áp, mang theo một chút huyền diệu đạo vận. Luận tu vi đây chắc chắn là cao thủ. Lão đạo này lại chắp tay hô. Hải thần, thật nghe thấy sao? Hải thần tới rồi phải không? Có một vị đại thẩm phàm nhân vác một giỏ trúc đi ngang qua nhịn không được nhắc nhở. Lão nhân ngươi thật kỳ quái, sao nói loạn như thế đối với tượng hải thần. Nơi này chúng ta chỉ có thể mời về một tượng thần nhỏ. Nếu ngươi thật muốn bái hải thần, hãy tới miếu bên trong thành. Ồ, đa tạ nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở. Lão đạo lau mồ hôi chán, trực tiếp quay người cưỡi mây, hướng về thành lớn bay đi. Đại thẩm thấy vậy giật nảy mình, giỏ trúc trên tay rơi xuống, cá khô đổ ra đầy đất. Đạo hữu chính là hóa thân của hải thần. Bên trong tòa miếu lớn của hải thần trong Linh Nam Thành, đám khách hành hương đang vây xem. Lão thần tiên đạo nhân giấy mới của Lý Trường Thọ đi ra từ hậu viện, liền bị lão đạo mặc áo bào màu vàng cưỡi mây đến nhăn lại trước cửa. Thần sắc của lão đạo này có vẻ gấp gáp, thấy Lý Trường Thọ liền vội vàng hỏi han. Lý Trường Thọ cũng thấy qua không ít tiền bối cao nhân, nhưng gấp gáp và vô cùng lo lắng như vậy, gặp cũng không nhiều. Lý Trường Thọ cười, đạo hữu tên gì? Hoàng Long của Ngọc Hư Cung. Đạo hữu chính là hải thần. Hoàng Long. Đạo tâm của Lý Trường Thọ khẽ chấn động, mượn đạo nhân giấy chăm chú nhìn lão già gầy gò trước mặt này. Tâm cảnh cấp tốc khôi phục, trong lòng đã có tính toán. Thì ra là Hoàng Long tiền bối, thất kính, tiền bối, nơi đây có nhiều phàm nhân, mời tiền bối vào trong miếu nói chuyện. Hãy, nhanh, nhanh. Hoàng Long chân nhân dùng tay làm dấu mời, vội vàng đi theo Lý Trường Thọ vào hậu đường. Mà hai vị thần sứ hùng trại coi miếu nơi đây, mang theo người làm việc vặt bên trong miếu và các vị khách hành hương ngăn ở trước đại điện ra ngoài, không cho mọi người tới gần nơi đây.
Trong hậu đường, Lý Trường Thọ đánh giá vị Hoàng Long chân nhân này, trong lòng có chút cảm khái. Vị này chính là người bị trói đến chuyên nghiệp trong phong thần, cũng là vị đệ tử long tộc duy nhất của thánh nhân. Hoàng Long Bổn không kém bất kỳ vị cao thủ nào dưới trướng của thánh nhân, người mở ra và kế thừa huyết mạch tổ long. Trước đây, Lý Trường Thọ còn suy nghĩ phải chăng nên đi tìm Hoàng Long chân nhân ra tay, chống lưng cho long tộc vào thời khắc mấu chốt. Như vậy có thể làm dịu đi không ít áp lực cho long tộc. Ai ngờ không đợi hắn chủ động đi tìm, Hoàng Long đã tự mình tới cửa. Lý Trường Thọ cũng không rông dài đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối, vì sao tiền bối lại bối rối như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiếp theo hắn lại bổ sung. Vạn bối chính là Hải Thần Nam Hải, làm ở chỗ này để thu hương hỏa, khiến tiền bối chê cười. Hoàng Long chân nhân thấp giọng nói. Hương hỏa công đức là thứ tốt, việc gì phải chê cười. Đạo hữu thực không dám giấu ta, là Triệu Công Minh sư đệ bảo tay tới. Lý Trường Thọ không nhịn được co giật khóe miệng mấy lần cười khổ. Hẳn là Công Minh tiền bối lại trước mặt người khác nằm xuống. Hai mắt Hoàng Long đạo nhân sáng lên vội nói. Ui đúng đúng đúng, đoán việc như thần, không ngờ có thể suy tính đến trình độ như vậy, không sai, y vừa nằm xuống. Chẳng lẽ còn thổ huyết rồi? Đúng đúng đúng. Lý Trường Thọ không chịu được dùng tay ôm trán, vừa định oán thầm Triệu đại gia có phải hay không ăn vạ tới nghiện, một ngày không động toàn thân lại khó chịu. Hoàng Long chân nhân đã nhanh chóng giải thích rõ ràng. Triệu Công Minh sư đệ là vì giúp ta giải vây, bất đắc dĩ đả thương hai vị Tây Phương giáo, sau đó liền nằm xuống. Lý Trường Thọ vội hỏi, ý của tiền bối là Triệu tiền bối dùng loại phương thức này hành hiệp trường nghĩa, giúp người làm niềm vui. Đúng vậy. Hoàng Long chân nhân lộ vẻ mặt nghiêm túc. Lúc nãy bản đạo vừa vặn trở đại, hai vị Tây Phương giáo kia rõ ràng muốn dùng quỷ kế lừa bảo vật của ta. Bần đạo vốn là không có mấy món bảo vật, dụng tâm bọn hắn sao mà ác độc. Đạo hữu, Công Minh sư đệ căn dặn bần đạo tới cầu một chiếc diệu kế, còn thỉnh đạo hữu nhanh chóng chỉ thị, ta cùng với Công Minh sư đệ sẽ vô cùng cảm kích. Sao lại cảm thấy vị chân nhân này có một tí xíu thành thật, ảo giác, hẳn là ảo giác. Chuyện này chỉ có thể nói vị Hoàng Long chân nhân này thâm tàng bất lộ, hồng hoang lại có người thành thật từ đâu tới. Hồng Vân đạo nhân là một việc ngoài ý muốn ở thời kỳ viễn cổ hồng hoang mà thôi. Lý Trường Thọ đứng dậy dạo bước, trầm ngâm vài tiếng, buộc tóc bạc lên nhẹ nhàng lắc lư. Hắn có chút do dự. Theo bản năng liền muốn né tránh nhân quả, đuổi Hoàng Long chân nhân đi, đến Tam Tiên đảo cầu viện. Tuy nhiên thứ nhất hắn phụng lệnh của thánh nhân, tính toán sự việc long tộc nhập thiên. Nếu như giao hảo cùng với Hoàng Long chân nhân, sau này an bài một chút liền có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Thứ hai, nếu vì thế mà nhẫn tâm bỏ mặc Triệu Công Minh cũng không phải việc gì tốt. Có thể gia tăng độ hảo cảm của Triệu Công Minh với chính mình cũng không phải chuyện xấu. Thứ ba, thôi, đây là thời điểm nói cho Tây Phương giáo và Triệu Công Minh ăn vạ chi đạo rốt cục nên phá giải thế nào, thiếu hụt chí mạng kịch bản ở nơi này. Nhờ vào đó Triệu đại gia sẽ triệt để từ bỏ con đường này, chính mình cũng có thể hoàn toàn chặt đứt đi nhân quả đó. Suy đi nghĩ lại, Lý Trường Thọ dậm chân cắn răng một cái. Khó có một lần làm ra lựa chọn vi phạm nguyên tắc của bản thân. Hoàng Long tiền bối, còn xin ngài mang ta cùng nhau tiến đến và kể chi tiết chuyện này cho ta nghe. Chuyện này... Hoàng Long chân nhân do dự một hồi, cũng hiểu để Lý Trường Thọ cùng đến, vậy sẽ làm Lý Trường Thọ liên lụy vào trong nhân quả. Đạo hữu nói với bản đạo nên làm thế nào cũng được. Việc này rắc rối phức tạp, cực kỳ phiền phức. Lý Trường Thọ nói tiếp. Tiếp theo ta sẽ trốn ở trong tay áo của tiền bối, sẽ không hiện thân. Còn xin tiền bối che giấu cho ta một phen, để ta âm thầm truyền âm với Công Minh tiền bối. Thì hận. Hoàng Long chân nhân lập tức không nghĩ nữa, gật đầu đáp ứng. Thân hình của Lý Trường Thọ thoát một cái, hóa thành một sấp giấy trực tiếp chui vào ống tay áo của Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân sửng sốt một chút khen. Đạo hữu lại tu thành thân hóa thân huyền rộng như vậy, thực sự chưa bao giờ nghe thấy. Làm tiền bối chê cười. Lý Trường Thọ cười đáp. Hoàng Long chân nhân không nói nhiều, dùng tiên lực bao quanh đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ, sau đó liền vội vàng rời khỏi hậu đường, trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hồng quang vàng nhạt bay về phía chỗ sâu của Nam Hải. Đoạn đường này xuyên qua mây mù, chớp mắt đi hơn vạn dặm.
Trên đường, Hoàng Long chân nhân kể lại việc chính mình trước đây tao ngộ, nhanh chóng nói cố hóa thân của hải thần này biết. Lý Trường Thọ trầm ngâm, trong lòng thầm thở dài. Tây Phương Giáo chỉ sợ đã tính toán Hoàng Long chân nhân, khiến Hoàng Long chân nhân rời đi khỏi Long tộc phân tranh, từ đó phòng ngừa xiển giáo đen đụy vào. Quả nhiên, Tây Phương Giáo đã quyết ý ra tay với Long tộc ngay tại đại hôn của Ngao Ất. Kế hoạch mà Văn Tình đạo nhân biết đến chắc chỉ là một phần kế hoạch của Tây Phương Giáo. Việc này vẫn suy tính lại một phen mới có thể an tâm. Mặc kệ chiến lực thực sự của Hoàng Long chân nhân ra sao, có thể trở thành cao thủ chủ lực trong đại kiếp phong thần hay không, thì tu vi của Hoàng Long chân nhân vẫn cao thâm khó lường. Trò chuyện một lúc, bọn hắn đã chạy tới chỗ đại trận giấu kín ở Nam Hải. Hoàng Long chân nhân đánh vỡ đại trận một lần nữa, xông vào trong đó. Lý Trường Thọ nhìn tình hình nơi đây một chút, suýt nữa cũng cười ra tiếng. Ba vị đệ tử thánh nhân đúng là đang ở trên mặt biển. Một người đang thổ huyết, hai người kia thì đứng chừng mắt. Hình ảnh quỷ dị không nói lên lời lại lộ ra một cỗ hài hòa không hiểu. Triệu đại gia lấy một địch hai vẫn có thể chiếm được thượng phong. Vào giờ phút này còn thảm hơn không biết bao nhiêu so với hai người kia. Ta, Trường Canh đạo nhân, nguyện xưng là vua ăn vạ của Hồng Hoang. làm chính sự thôi. Kịch bản ăn vạ mà Lý Trường Thọ cung cấp cho Triệu Công Minh vẫn luôn tồn tại thiếu hụt nghiêm trọng, thiếu hụt không chỉ một. Sở dĩ Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu vẫn có thể nhiều lần đắc thủ, nguyên nhân chủ yếu là vì hai người bọn hắn đủ mạnh. Đổi thành người khác sớm đã thành cho. Lần này hai vị cao thủ Tây Phương Giáo nghĩ dựa vào phương pháp ăn vạ có thể ăn chắc được Hoàng Long chân nhân, cũng vì hai người hợp lực có thể áp chế Hoàng Long chân nhân. Sau khi Triệu Công Minh xuất hiện, kỳ thật không cần làm gì, chỉ cần làm chứng dùng Hoàng Long chân nhân, đối phương tự nhiên sẽ chán nản rời đi. Nhưng Triệu Công Minh không muốn người nhà đạo môn ăn thiệt thòi, ở dưới cơn nóng giận liền đánh hai người bị thương mới khiến cục diện trở nên khó có thể thu thập. Lúc này đối phương đầy lòng căm phẫn, tất nhiên không muốn từ bỏ ý đồ, lại tự tổn hại đạo hạnh, trở thành khổ chủ chân chính. Trong lúc vô tình đã tăng lên một ít độ khó. Hết lần này tới lần khác, đệ tử thánh nhân còn không được đánh chết, dùng sức mạnh khẳng định không được. Lúc trên đường đi, Lý Trường Thọ đã suy nghĩ mấy cái kịch bản, đều dùng để ăn vạ. Đến đây, hắn đã chọn được kế sách ổn thỏa nhất, lập tức truyền âm cùng Hoàng Long chân nhân và Triệu Công Minh. Kế này tên là thay xà đổi cột, rút củi dưới đáy nồi, trộm đổi khái niệm đại la, hơi sợ thiên đạo, lời thề được làm chứng rõ ràng. Như thế rồi như vậy, nói nhỏ. Lý Trường Thọ thấy Hoàng Long chân nhân có chút do dự lại truyền âm. Nếu không thể xử lý tốt việc này, chỉ sợ tiền bối và Công Minh tiền bối đều có phiền phức. Phương Tây cũng không dễ trêu chọc. Hoàng Long chân nhân nặng nề gật đầu, lúc này mới quyết định tính toán hai người Tây Phương Giáo truyền âm với Lý Trường Thọ một câu. Ta không thể hại Công Minh sư đệ. Nói xong, Hoàng Long chân nhân theo lời Lý Trường Thọ nói, mặt lộ vẻ oán hận, chủ động đến phía trước nâng Triệu Công Minh lên. Hiện giờ Triệu Công Minh có chút buồn bực, bởi vì vừa nghe hải thần lão đệ dẫn âm bảo y không thể mở miệng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Việc này tạm thời giao cho Hoàng Long chân nhân giải quyết. Triệu Công Minh cũng bình tĩnh đứng lên, trước hết xem Hoàng Long lão ca biểu diễn thế nào. Hoàng Long chân nhân đạp sóng mà đi, đến trước mặt hai vị cao thủ Tây Phương Giáo, ngửa đầu thở dài, mở miệng. Bần đạo đắc tội hai vị đạo hữu lúc nào? Hai người kia lập tức chớp mắt liên tục, lại hoàn toàn không thể động đậy. Hoàng Long chân nhân lại nói, Công Minh sư đệ, xin thu hồi Bảo Châu. Hả? Triệu Công Minh lập tức có chút không yên lòng, nhưng Lý Trường Thọ lại truyền âm căn dặn một câu, y gật nhẹ đầu thu hồi Định Hải Thần Châu. Hai vị cao thủ Tây Phương Giáo lập tức nhảy dựng lên, từng người trợn mắt nhìn Triệu Công Minh. Triệu Công Minh, ngươi làm hư đạo hạnh của ta, chuyện hôm nay nhất định phải nói rõ với ngươi, đi Thiên Cung. Không cần tốn công như thế. Hoàng Long chân nhân thở dài, còn thỉnh hai vị và Công Minh sư huynh cùng nhau theo ta trở về Ngọc Hư Cung. Sau đó sẽ đi cầu kiến lão sư, để lão sư xử trí việc này. Hai người kia lập tức ngẩn ra, chuyện này là như thế nào, không theo kịch bản sao? Bây giờ bọn họ không phải là so bên nào thảm hơn sao? Hoàng Long chân nhân làm ra một mảnh mây trắng thở dài. Các vị mời đi, bần đạo dù quy hoài,
trước ngọc tượng của lão sư, cũng muốn thỉnh lão sư đi ra giải quyết chuyện này một cách công bằng. Ở đây, bần đạo xin lập lời thề đại đạo, việc công minh sư đệ tổn thương các ngươi, bần đạo sẽ gánh chịu một mình. Cho dù lão sư giết bần đạo cũng không chút nào oán giận. Một tiếng sấm sét rền vang chứng tỏ thiên đạo đã làm chứng. Vị cao thủ Tây Phương giáo kia lập tức chau mày phát hiện ra bọn hắn đang đánh mất quyền chủ động. Vị Hoàng Long này không phải nói là một kẻ trung hậu thành thật không biết tính toán gì sao? Sao giờ lại giống như biến thành người khác so với trước đó rồi? Mà Lý Trường Thọ trốn trong ống tay áo của Hoàng Long chân nhân đã là không nhịn được lộ ra chút mỉm cười. Phương pháp khắc chế ăn vạ tốt nhất tất nhiên là tìm cảnh, tìm thánh nhân. Kịch bản ăn vạ sử dụng chính là đối phương đánh cũng không đánh lại. Nói ra sợ mất mặt, càng không muốn làm sự việc náo loạn đến mức người qua đường đều biết. Muốn phá giải kịch bản này chính là làm người ăn vạ tin tưởng. Người bị ăn vạ tha rằng tự bạo cũng không muốn chịu oan khuất. Ngày hôm nay hai vị cao thủ Tây Phương giáo tính kế, nếu thực sự đến trước mặt thánh nhân lại làm thế nào có thể giấu giếm được thánh nhân. Đến lúc đó chỉ cần một người kể ra chút tiết tấu của việc này, xác minh lại mọi việc, thì hai vị cao thủ Tây Phương giáo chơi trò ăn vạ lừa gạt nhưng lại học nghệ không tinh, làm hại đến bản thân bị thương sẽ làm mất mặt thánh nhân của Tây Phương giáo. Mà hai vị thánh nhân Tây Phương đối lý chỉ có thể đóng cửa giáo huấn môn nhân nhà mình. Hai vị lão đạo quần áo tả tơi liếc nhìn nhau, trong mắt người từng người đều có chút kiêng kỵ, tự nhiên cũng nghĩ đến những thứ này. Hoàng Long đạo nhân theo lời căn dặn của Lý Trường Thọ lại nói ra một câu. Mời hai vị cùng nhau đến đây, nếu không chúng ta đi Linh Sơn phương Tây Thiên Cung, hải ngoại, tâm trí, thậm chí là Đâu Xuất Cung Thiên Đình cũng có thể. Nếu như hai vị còn cảm thấy phiền phức, không bằng ba người chúng ta, từng người một lập lời thề đại đạo, bần đạo sẽ lập trước. Hoàng Long chân nhân hắng giọng cúi đầu đối với bầu trời, hô: "Đệ tử Hoàng Long cầu xin Thiên Đạo lão già, hôm nay nếu như đệ tử cố ý làm bị thương hoặc là trước đây có chủ ý tính toán hai vị đạo hữu này, nguyện lĩnh phạt bằng tử tiêu thần đôi." Lập tức trong thiên địa một mảnh an bình, mấu chốt là trước đây. Hoàng Long chân nhân quay đầu lại thở dài: "Hai vị đạo hữu, đến lượt các ngươi." "Chúng ta muốn lập lời thề với ngươi lúc nào?" Hoàng Long đạo hữu, chúng ta chỉ là thôi, chúng ta có chuyện quan trọng bên người, chuyện hôm nay không đề cập tới cũng được, cáo từ. Sau đó, hai vị cao thủ phương Tây lập tức muốn rời đi. Chậm đã. Triệu Quang Minh không đợi Lý Trường Thọ truyền âm, đã biết nên làm thế nào để phối hợp biểu diễn với Hoàng Long chân nhân, lập tức đứng dậy. Hai vị ngày hôm nay không lập lời thề đã muốn đi, trong lòng hẳn là có quỷ. Hai người đối phương biến sắc, lập tức muốn thi triển độn pháp. Nhưng chẳng biết lúc nào càn khôn đã hoàn toàn bị phong cấm, 24 viên định hải thần châu hiện ra các nơi, nhanh chóng trấn áp. Hoàng Long chân nhân đứng ở bên cạnh nhìn có chút ngây người, nhưng Lý Trường Thọ đã truyền âm vào tai một lần nữa. Tiền bối, chúng ta cứ đứng nhìn là được, kế tiếp để công minh tiền bối xử lý là được. Hoàng Long chân nhân im lặng gật đầu, đứng qua một bên, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Sau nửa canh giờ, hai vị cao thủ Tây Phương giáo chán nản rời đi, từng người bắt đầu một phiên bản lời thề đại đạo mới, thề bảo mật cùng hứa hẹn trong 500 năm sẽ không ra ngoài. Ngày hôm nay, lực lượng thiên đạo trên Nam Hải nồng nặc hơn không chỉ mấy lần so với ngày thường. Lúc hai cao thủ Tây Phương giáo rời đi, sắc mặt như quả cà tím. Nếu không phải vì quan tâm đến mặt mũi cao thủ đại giáo, một phần cũng vì sợ lại bị Triệu Công Minh đánh, nói không chừng miệng đã phun nước bọt tiếp tục chửi rủa. Đổi thành người nào cũng sẽ không nhịn được mà sinh ra tức giận. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thiệt, xám xịt rời đi, trở về núi bế quan 500 năm sẽ không đi lại trong hồng hoang nữa. Chờ hai người đi xa, Triệu Công Minh vuốt râu tập trung suy nghĩ, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Bỗng nhiên, Triệu Công Minh ngửa đầu cười to. Hoàng Long chân nhân đứng bên cạnh mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng cười theo. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển ngập tiếng cười vui sướng của mấy lão già. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ vẫn không hiện thân, tiếp tục trốn trong tay áo của Hoàng Long chân nhân. Đối phương còn có thể xài chiêu hồi mã thương, tốt hơn là không nên bại lộ việc hắn cũng có liên quan đến chuyện này. Lúc đầu khi Hoàng Long chân nhân tìm tới cửa, Lý Trường Thọ cũng không phải là không nghĩ tới,
đây có khả năng sẽ là âm mưu nhắm vào hắn. Nhưng sau khi liên tục cân nhắc, Lý Trường Thọ không thể không bỏ qua chuyện này để tránh gây thêm rắc rối. Với việc hắn đã thành thạo thần thông đạo nhân giấy, cho dù là bị tính kế thì tính ra cũng chỉ là tổn thất một cỗ đạo nhân giấy, lãng phí chút nhựa cây. Vì vậy hắn đã tới đây và còn là người đứng sau chỉ đạo việc này. Chuyện của đệ tử đạo môn có thể gọi là thao túng sau lưng sao? Lý Trường Thọ chỉ cho là hai vị tiền bối đạo môn một chút lời khuyên để giúp đỡ họ thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại và tránh những rắc rối trong tương lai, chỉ như vậy. Nhân tiện, sử dụng lời thề rằng buộc hai cao thủ Tây Phương giáo khiến bọn họ trong 500 năm không được ra ngoài. Điều này cũng đã được Lý Trường Thọ lên kế hoạch từ trước. Đối với cao thủ cấp độ Triệu Công Minh và Hoàng Long Chân Nhân, 500 năm cũng không phải là dài. Có lẽ cũng chỉ tương đương một cái chớp mắt. Đối phương dễ dàng bỏ qua điều này, thoải mái đáp ứng. Nhưng theo Lý Trường Thọ suy diễn, thì 100 năm tới sẽ có rất nhiều điều quan trọng đối với sự tình Long tộc nhập thiên. Có thể làm giảm bớt một phần sức chiến đấu của Tây Phương giáo, thậm chí khiến bọn hắn ít ảnh hưởng đến đại cục, thì tương lai sẽ dễ dàng kiểm soát hơn. Hoàng Long Chân Nhân cười theo vài tiếng, không khỏi hỏi. Công Minh, sao lại cười như thế? Ta cười những người này đã bị ta đánh. Triệu Công Minh đắc ý vuốt râu, đầy khí chất oai hùng thản nhiên. Hoàng Long sư huynh có chỗ không biết, trước đây ta cùng Tam Muội ở Quỳnh Tiêu khi ở Tây Như Hạ Châu đã dạy dỗ rất nhiều môn nhân Tây Phương nhìn không vừa mắt. Ngày hôm nay hai người này muốn lừa bịp tống tiền sư huynh, biện pháp bọn họ sử dụng chính là học được từ chỗ của ta. Chỉ tiếc bọn chúng chỉ học được chút da lông bên ngoài. Lý Trường Thọ, chuyện này có gì đáng để tự hào? Lại nghe thấy Triệu Công Minh tiếp tục cười nói. Nếu không phải nhị muội Vân Tiêu kịp thời ngăn ta và Tam Muội lại, không chừng bây giờ ta đang bị Tây Phương giáo đuổi giết rồi. Ta chưa từng nghĩ tới biện pháp hóa giải chuyện này đơn giản như thế. Cười chết ta mất. Khóe miệng của Hoàng Long Chân Nhân giật giật. Người của Tiệt giáo đều có hành vi phóng đãng không câu nệ tiểu tiết như vậy sao? Hoàng Long Chân Nhân đột nhiên nghĩ đến điều gì, giơ ống tay áo nói nhỏ vào bên trong. Hải thần đạo hữu có thể ra rồi. À, hải thần lão đệ. Triệu Công Minh lập tức vui vẻ, nhìn chăm chăm vào ống tay áo Hoàng Long Chân Nhân, nói. Ta lại nợ ngươi một cái nhân tình, thật sự không biết làm sao để trả lại. Lý Trường Thọ, một quyển album ảnh của Vân Tiêu Nương Nương. Đương nhiên lời nói đùa này của Lý Trường Thọ sẽ không bao giờ nói ra. Nhiều lắm chỉ nói ở trong lòng mà thôi. Lý Trường Thọ nói, tiền bối xin hãy tìm một nơi vắng vẻ, vãn bối có việc cần bẩm báo. Tu vi vãn bối kém quá xa so với hai vị tiền bối. Nếu Tây Phương giáo biết được đây là tính toán của ta, e rằng sẽ phá hủy miếu hải thần của ta mất. Bọn hắn dám. Triệu Công Minh trừng hai mắt vô cùng uy phong. Ở bên cạnh Hoàng Long Chân Nhân gật đầu mỉm cười. Ngày hôm nay bản đạo nợ đạo hữu một nhân tình, thật sự phải nghĩ cách làm sao để báo đáp nhân quả này. Tại sao chúng ta không đến miếu hải thần của đạo hữu nhỉ? Đi đi, đến nhà của hải thần uống trà. Triệu Công Minh nói một tiếng, lau sạch vết máu và khí tức ở nơi này, rồi cùng với Hoàng Long chạy tới Nam Thiên Bộ Châu. Sau đó hai vị lão đại của đạo môn, đệ tử thánh nhân, nghe theo lời đề nghị của Lý Trường Thọ, thay đổi tuyến đường đi đến chủ miếu thần ở An Thủy Thành. Vân quá ngũ châu tế, ngạn quy thiên khung lý. Dịch mây bay qua năm châu, ngỗng quay về với trời. Lý Trường Thọ nhất tâm đa dụng, mắt liếc nhìn tiểu sư tổ cùng với Phong Tình Thượng Nhân đang chậm rãi bước ở Hộc Sơn, mở một đạo nhân giấy ẩn giấu ở An Thủy Thành, ở đằng sau đại điện thần miếu chuẩn bị một số thứ. Trước khi hai vị lão đạo đến, thì trà đã chuẩn bị tốt và tạm thời đóng miếu hải thần. Về cách kết bạn với Hoàng Long Chân Nhân, tìm hiểu thái độ của gã đối với Long tộc, thuyết phục gã giúp đỡ mình, giúp đỡ Long tộc lên trời, và còn nhiều việc khác thì Lý Trường Thọ cũng đang có kế hoạch. Chờ Hoàng Long Chân Nhân và Triệu Công Minh chạy đến, gian phòng bên trong miếu hải thần đã trở thành một nơi hội tụ của đại lão và đại lão giả mạo của đạo môn Tam giáo. Vài tiếng đạo hữu, hai câu tiền bối, mỗi người chào hỏi lịch sự bắt đầu ngồi xuống tâm sự. Triệu Công Minh hứng thú bừng bừng nói chuyện với Hoàng Long Chân Nhân về những chiến tích rực rỡ của bản thân trước kia. Lý Trường Thọ ngồi nghe ở một bên thì cười khổ. Nhìn cảnh này,
Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân ở chỗ của đệ tử nhân giáo ngồi dưới bức tranh thông thiên giáo chủ, vừa tán gẫu vừa nói đùa, trò chuyện vui vẻ. Lý Trường Thọ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn tự hiểu vị trí, hoàn cảnh của bản thân, xuất hiện cảm giác lo lắng, căng thẳng không xóa đi được đối với đại kiếp phong thần. Hôm nay nhìn thấu hai vị này trong tương lai sẽ ở trong đại kiếp phong thần đấu pháp tàn nhẫn với nhau. Giờ cũng có thể vui vẻ hòa thuận, khoác lác, nói chuyện trên trời dưới đất với nhau như thế này. Ok, tập này dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.